crew do lui đôi mình chăm bay ở sở tàu riêng còn miền bình tụ đá ở tàu và thăm ở sân xa nơi sân la ở lùng vé ai phụ cả bỏ sai tàu bình bàn thả ta đường đang bất tử giang nà vận tải bạn tam ca an pi crom mình trai po miền bao dương bảy trăm nơi khang nóng thả bàn xa xu tàu khang sọc đá hàng sọc nó bảy triệu thang thuộc bàn lừa nạp chiếc bàn dây chẳng đè hơi cả thuộc bàn tàu ao rốn vận tải đang ở mấy nợ này đó để cho bà than nếu bà đây mình ôi kru nâng bình nây kru nâng sân đầu bình nây mà khai dần đầu ế kru thử khó hỏi rừng ấy để thân à, lơ mình ai à bình nây để kru thử khó bàn và chắc chỉ bị sai nâng căng tí ao rôm nâng ảnh bà đăng chân hai chương ấy là trên một tàu nha prap nó hay là mấy nơi là đại đó à bộ prap kru nâng viêm phom sẽ nạp đấy ai nông thần bất thiên ti ao brum khai nâng mẹ chọc luôn anh bệnh gì kia sẽ nạp nâng dây tay chân mà đòi đó sống tu à giờ bộ hôm nay lọp dây hay ta bà krom chương cang krom nẹ liên bà lý bà kra bè một ban khai krom chương cang khai krom nẹ liên chẳng tu ơi công nè lên thương mày bỏ mình đâu anh nói chẳng cho bọn khai nó khăng chiến chẳng dừng tới tại rô nè na nè khăng đầm bấy cục cố nè mua thàn nè chẳng là lấy khứa nhà đâu khứa nhà bọn ta dây cứu cứu hoạt lắm chẳng cứu còn khăng còn đặt làm dương à dương còn hiện thứ ấy con anh nói bà sân chia lúc này dụ bà thăm sân xa lùng về anh mang chiếc chiếc bò miến thu ca sẽ lại tọp một phía mở bùa nam chiếc báo gọt nhà xa một khăn nhầm bà đã còn to ចា៎ឥឡូវនេះចា៎នៅក្នុងវគ្គទី2នេះគឺយើងនឹងងាកទៅមើលករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញម្ដងដែលជិះម៉ូតូតាក់ដៃចង្កូតរ៉ឺម៉កជ្រុលតបុករថយន្តកុងតឺន័ររបួសធ្ងន់ពីរនាក់បរិសុទ្ធពីរនាក់ដេករនុករណែរងរបួសធ្ងន់ខណៈជិះម៉ូតូវីវ៉ាដឹកទំនិញធ្វើឲ្យតាក់ដៃចង្កូតគ្នាជ្រុលតបុករថយន្តកុងតឺន័រធ្វើឲ្យក្រឡាប់រ៉ឺម៉កផ្លូវហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅផ្លូវជាតិលេខ4នៅ